tấm pin năng lượng mặt trời gấp gọn. Tấm này khi gấp gọn lại nó chỉ còn 24 cm các bạn nhé. Tấm này thì rất phù hợp cho những anh em mà hay di chuyển hoặc là đến những cái vùng không có điện ấy. Theo nhà sản xuất công bố thì cái tấm này có hiệu điện thế là 18V và dòng sạc là 3A. Như vậy thì nó vào khoảng tầm 54W các bạn nhé. Đấy, tấm này rất là tiện cho các bạn di chuyển hoặc đến những vùng có điện luôn. Ở đây nó có 3 cái cổng sạc này các bạn này. Ở đây có 3 cổng sạc, gồm có 2 cổng sạc USB-A và 1 cổng sạc USB-C nhé. Thì 3 cổng này thì nó là 5V. Và có 1 cổng tròn. Cổng tròn này thì nó sẽ ra dòng điện 18V các bạn nhé. Đấy. Rất là tiện lợi luôn. Nó gấp gọn lại. Đây nó có 4 tấm và nó sẽ gấp gọn lại nó như thế này. Đây. Nó sẽ khi mình giải ra nó sẽ như thế này. Và đây nó có 2 cái khuy móc này. 2 khuy móc này thì họ đã tặng theo 2 cái khuy móc theo cái gói này rồi nha các bạn nhé. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ đi mình test thử xem nào cái dòng điện của nó sẽ là như thế nào. Hiện tại thì đang là nắng buổi sớm thôi. Nắng buổi sớm nên là cũng không nắng to lắm. Bây giờ mình sẽ để vào đây để mình test thử nhá. Bây giờ mình sẽ đo thử ở cái đầu ra của cái cổng 18V xem nó thế nào. Wow, được 24V các bạn ạ. 23-24V này. Theo nhà sản xuất công bố thì là 18V nhưng mà nó được 23V này. 23-24V. Nắng to chắc phải lên đến 24V. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử dòng nha. Ở đây thì mình có một bộ sạc năng lượng mặt trời và kèm theo đấy là một cái bình ắc quy của xe máy mình đã đấu sẵn vào đây rồi. Bây giờ mình sẽ cắm cái cổng của cái bộ sạc năng lượng mặt trời này vào xem nó sẽ như thế nào nhá. Đây, các bạn thấy nó báo vào rồi, báo vào pin rồi này. Báo vào điện rồi nhá. Đây, các bạn thấy cái mũi tên mà nó từ cái tấm năng lượng vào cái bình ắc quy. Bình ắc quy hiện tại bây giờ đang là 12V này. Bây giờ mình ấn để kiểm tra dòng sạc. Dòng sạc của nó là 1A các bạn nhé. Trời không nắng to lắm nhưng mà dòng sạc 1A. Nếu mà như thế này mà để sạc điện thoại các thứ thì ok luôn. Bây giờ mình sẽ cho nó vào trong râm để mình đo thử xem nào nhé. Đây các bạn này, ngoài sân là đang nắng này. Mình cho nó vào trong râm để mình đo xem nào. Nó sẽ được bao nhiêu volt. Đây, ở trong râm vẫn được 15,7V các bạn nhé. Như vậy là cũng khá ok đấy. Ở trong râm để mình thử lấy một thiết bị mình cắm mình sạc thử xem nào. Đây các bạn nhé, xem là mình đang để cái tấm này ở trong râm này. Mình đang để ở trong râm bởi vì tấm mono này nên là cái hiệu suất của nó rất là cao. Đây mình đang cắm cái đầu của nó vào đây nhé các bạn nhé. Cái đầu sạc này. Đầu sạc ở đây này. Cắm vào cái bộ sạc. Đây, các bạn xem nào, nó vẫn là được 1A luôn đấy các bạn này. Đấy. Ở trong râm mà vẫn sạc ok. Mình đang không có điện thoại để sạc thôi, nên sạc thử nên là mình sử dụng cái này. Tấm mono cho nên là cái hiệu suất của nó rất là cao, nó không như là cái tấm poly. Nên là các bạn yên tâm là nếu mà mang đi đâu trời không nắng vẫn có thể sạc được điện thoại.